Chào các bạn, hôm nay tôi uh, tiếp tục hướng dẫn các bạn về phân tích thống kê mô tả bằng R Và buổi hôm nay là phần thứ 3, xác định giá trị ngoại lai like. ờ, uh, Như tôi đã giới thiệu là khi mà thực hiện phân tích thống kê mô tả Thì có bốn cái nội dung chúng ta cần quan tâm Nội dung thứ nhất là đi xác định phân phối chuẩn của mẫu Nội dung thứ hai đi xác định giá trị ngoại lai like. Nội dung thứ ba là đi xác định những cái giá trị thống kê và nội dung cuối cùng là vẽ đồ thị hoặc là biểu đồ. Ờ, nội dung thứ nhất ấy, thì tôi đã giới thiệu trong video trước đây. Ở hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung thứ hai. Ở ờ, nội dung này chính là xác định những cái giá trị ngoại lai. Like. Vậy tại sao chúng ta lại cần đi xác định giá trị ngoại lai? Like? thì giá trị ngoại lai ấy, nó là cái giá trị mà rất là khác so với lại những cái quan sát trong mẫu của chúng ta và khi mà thực hiện phân tích thống kê suy luận ấy, thì cần có những điều kiện à, ví dụ như điều kiện thứ nhất là phân phối của mẫu phải có phân phối chuẩn và một cái điều kiện nữa là trong mẫu phải không có những cái giá trị ngoại lai đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải đi xác định xem trong mẫu của chúng ta có giá trị nào là ngoại lai hay không và để thực hiện việc này thì chúng ta có thể sử dụng ba phương pháp để chúng ta làm phương pháp thứ nhất chúng ta có thể sử dụng biểu đồ hộp phương pháp thứ hai chúng ta có thể dùng đồ thị qq plot và phương pháp thứ ba chúng ta có thể tính điểm z để chúng ta xác định những giá trị ngoại lai để cụ thể hóa uh, việc này thì chúng ta sẽ đi thực hiện uh, trên một cái bộ dữ liệu uh, thông qua một cái bài toán là khảo sát năng suất của 6 giống lúa mì với giả thuyết là 6 giống lúa mì uh, này có năng suất khác nhau và mục tiêu của chúng ta là đi kiểm tra giả thuyết này uh, bây giờ chúng ta hãy xem cái kết quả thu được từ cái nghiên cứu này như thế nào thì đây chính là kết quả thô của sáu cái giống năng suất của sáu giống lúa mì thu được và mỗi một cái giống lúa mì này được trồng lặp lại là 4 lần và năng suất thể hiện ở cái cột thứ ba là cái cột c đấy và cột thứ tư thì tôi có điều chỉnh một cái giá trị về năng suất tương ứng là ở cái hàng thứ ba đấy để chúng ta thử xem là có sự giống và khác nhau gì với lại cái dữ liệu ban đầu hay không. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung thứ nhất là chúng ta đi xác định giá trị ngoại lai bằng cách dùng biểu đồ box plot. Ở trước khi mà thực hiện việc này thì có lẽ chúng ta cần phải hiểu một chút là biểu đồ box plot là cái gì thì biểu đồ box plot nó là một cái biểu đồ hộp và trên đó nó có những cái giá trị rất là có ý nghĩa đối với phân tích thống kê mô tả ở nhìn trên cái biểu đồ đây đây chính là cái biểu đồ box plot và nhìn trên cái biểu đồ này thì chúng ta có thể có được những cái thông tin thông tin thứ nhất chúng ta có thể thấy là chúng ta có được cái khoảng tứ phân vị rồi thông tin tiếp theo là chúng ta có những cái giá trị là phần trăm phân vị thứ 25, thứ 75 và chúng ta cũng biết được cái giá trị trung vị, tức là tương ứng với phần trăm phân vị 50%. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy được ở cái giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cũng được thể hiện ở đây. Thì hầu như tất cả những cái quan sát trong mẫu của chúng ta nó sẽ nằm trong cái khoảng từ nhỏ nhất đến lớn nhất này. Trừ những cái giá trị nào là giá trị ngoại lai. À, đối với biểu đồ box plot ấy, thì những cái giá trị ngoại lai được xác định là những cái giá trị mà nó lớn hơn cái giá trị Q3 tức là cái phân vị thứ 75% cộng 1,5 nhân với cái khoảng tứ phân vị hoặc là những cái giá trị hay những cái quan sát ấy mà nhỏ hơn Q1 cộng với 1,5 nhân cái khoảng tứ phân vị. Ở à, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành cụ thể bằng phần mềm A à, trên cái dữ liệu của chúng ta. À, để chúng ta có thể vẽ đồ thị ấy, thì cái bước đầu tiên là chúng ta cũng cần phải nhập dữ liệu của chúng ta. À, thì đây chính là những cái câu lệnh để chúng ta nhập dữ liệu. Và tôi sẽ chạy những cái câu lệnh này. À, như vậy ở đây chúng ta thấy là cái dữ liệu à, à, tôi đã nhập được vào đây. Bây giờ chúng ta cần phải khai những cái biến cho những cái dữ liệu này. Thì có 3 biến là biến giống này, đây chính là biến à, à, độc lập đấy. Rồi có hai cái biến phụ thuộc là biến năng suất và cái biến NS1. Sau khi khai xong thì chúng ta cũng cần phải chạy. À, như vậy là những cái biến dữ liệu này đã được khai. À, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc vẽ biểu đồ Box Plot Để mà vẽ biểu đồ Box Plot thì chúng ta cần phải có cái gói dữ liệu là Google Plot Tool à, Nếu mà à, bạn mà chưa cài ấy, thì bạn cần phải cài cái gói dữ liệu này vào Còn trong trường hợp đã cài rồi thì chúng ta chỉ cần chạy cái gói dữ liệu này bằng cái lệnh Library đối với dữ liệu của chúng ta ở đây ấy, thì có 6 cái nhóm nhỏ từ A đến E và chúng ta hoàn toàn có thể vẽ biểu đồ box plot trên toàn bộ cái dữ liệu của chúng ta hoặc là cũng có thể vẽ uh, biểu đồ box box plot cho từng nhóm thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vẽ cái biểu đồ box plot cho toàn dữ liệu ở chúng ta sẽ sử dụng uh, cái câu lệnh là Google Plot cộng thêm với câu lệnh là start box plot và geom box plot đối với câu lệnh đầu tiên thì chúng ta cần phải khai cái bộ dữ liệu của chúng ta là df1 và cái hàm là aes và trong trường hợp khi mà chúng ta muốn vẽ cái biểu đồ box plot cho toàn bộ dữ liệu ấy, thì chúng ta không khai cái biến x mà chỉ khai cái biến y thôi và trong trường hợp đây là năng suất ạ. lưu ý là những cái câu lệnh này là sự kết hợp của các câu lệnh cho nên chúng ta cần phải thể hiện cái dấu cộng ở đằng sau của mỗi cái câu lệnh phía trước đó và bây giờ chúng ta có thể chạy cái câu lệnh này và đây chính là cái biểu đồ box plot thể hiện toàn bộ cái dữ liệu năng suất ở chúng ta thu được nhìn vào cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là nó không có cái giá trị ngoại lai nào bây giờ chúng ta thử điều chỉnh một chút xem là cái dữ cái cái biểu đồ này có thay đổi gì không bằng cách là chúng ta nhập cái dữ liệu đã được biến đổi ở đây và ở đây chúng ta nhìn thấy rất rõ là có một cái giá trị ngoại lai có màu đỏ ở đây ạ vì ở đây chúng ta đã uh, có cái câu lệnh để thể hiện những cái giá trị ngoại lai là có màu đỏ nó thể hiện màu đỏ ở đây và như vậy rõ ràng là khi mà chúng ta điều chỉnh uh, dữ liệu trong trường hợp này là một cái giá trị nó thấp hơn thì khi mà phân tích bằng biểu đồ box plot nó thể hiện rất rõ là cái giá trị đấy là một cái giá trị ngoại lai ở à, bây giờ chúng ta chuyển sang uh, cái việc là chúng ta vẽ cái biểu đồ box plot cho từng cái nhóm cái dữ liệu của chúng ta thì chúng ta thực hiện như thế nào Ở đây chúng ta có 6 cái Giống lúa mì khác nhau Từ A đến E à, Từ A đến F tôi xin lỗi Và để mà thực hiện cái việc vẽ cho từng nhóm Dữ liệu này Thì chúng ta cần phải khai cái biến x Chính là giống Và chúng ta thực hiện cái câu lệnh Chúng ta chạy và đây chính là cái biểu đồ box plot thể hiện toàn bộ 6 cái uh, uh, giống lúa mì. Và nhìn ở đây thì chúng ta thấy là đối với cái giống lúa mì B ấy, thì nó có một cái giá trị ngoại lai. Nhìn biểu đồ ở đây thì chúng ta thấy là uh, có thể chúng ta chưa hoàn toàn hài lòng. Uh, chúng ta có thể muốn điều chỉnh thêm thì chúng ta có thể tinh chỉnh bằng cách như là uh, dùng cái uh, dạng biểu đồ classic rồi thêm tên trục hoành trục tung và điều chỉnh cỡ chữ ở trục hoành trục tung à, thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng những cái câu lệnh à, tôi có giới thiệu ở đây các bạn có thể à, tham khảo và cái câu lệnh chủ yếu để điều chỉnh là chúng ta dùng cái lệnh gọi là lệnh team và các bạn có thể dựa vào đây để chúng ta à, điều chỉnh để các bạn có được một cái đồ thị mà các bạn ưng ý. Để chạy câu lệnh này thì tôi chỉ cần thêm cái dấu cộng vào phía trước à, phía sau cái câu lệnh à, trước đó bây giờ chúng ta chạy chúng ta sẽ thấy. À, như vậy à, bây giờ chúng ta đã có một cái biểu đồ khá là đẹp và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái biểu đồ này để chúng ta báo cáo kết quả chúng ta và cái ảnh của đồ thị thì chúng ta có thể xuất ra bằng cái lệnh gọi là google save thì đó chính là cái nội dung thứ nhất tôi muốn giới thiệu với các bạn bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai là chúng ta đi xác định giá trị ngoại lai bằng QQ plot. Ở QQ plot nó chính là cái đồ thị thể hiện một cái mối tương quan giữa phân phối của mẫu và một cái phân phối chuẩn lý thuyết. Trong trường hợp nếu mà phân phối của mẫu và phân phối chuẩn lý thuyết mà có tương quan với nhau ấy thì tất cả những cái giá trị quan sát nó nằm trên một cái đường thẳng này. Và trong trường hợp nếu mẫu của chúng ta ấy, mà có một cái giá trị nằm rất là xa à, so với lại cái đường thẳng tương quan đó thì cái giá trị đó có thể được xem xét là giá trị ngoại lai à, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành à, thực hành cụ thể trên phần mềm r ER để chúng ta hiểu rõ hơn đối với vẽ cái đồ thị QQ plot thì rất là đơn giản chúng ta chỉ cần sử dụng hai câu lệnh là QQ norm và QQ line ở những cái câu lệnh phía trên này thì chỉ là những cái câu lệnh tôi thêm vào ví dụ đối với câu lệnh tip và đi 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 depth off là chúng ta sử dụng để lưu ảnh còn cái câu lệnh pa ở đây là chúng ta sử dụng để điều chỉnh cái lề của cái ảnh đó đối với lệnh qqnorm thì chúng ta sử dụng chạy thể hiện cái năng suất chúng ta. Sau đó chúng ta chạy thêm cái lệnh qqline. Nhìn vào cái đồ thị này thì chúng ta có thể thấy là những cái giá trị quan sát ở đây ấy là nằm hầu như là gần trên cái 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 đường thẳng tuyến tính này trừ có một cái giá trị ở đây trên đỉnh trên góc trên cùng này thì nó hơi khác so với lại những giá trị khác tuy nhiên thì nó vẫn 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 có thể xem là nó nó gần như nằm trên cái đường thẳng tuyến tính này và bây giờ chúng ta thử xem với cái dữ liệu mà chúng ta thay đổi đi một chút thì cái kết quả nó sẽ như thế nào ở đây chính là cái đồ thị qq plot thể hiện cái dữ liệu mà chúng ta đã thay đổi trong đó có một cái dữ liệu chúng ta điều chỉnh nó thấp hơn đi khá là nhiều và rõ ràng là khi vẽ đồ thị qq plot thì cái giá trị đấy nằm rất là xa so với lại cái đường thẳng tuyến tính ở đây và cái giá trị này có thể xem như là một cái giá trị ngoại lai và cái này cũng rất là tương ứng với lại cái kết quả khi mà chúng ta sử dụng uh, cái biểu đồ box plot để xác định giá trị ngoại lai chúng ta vừa thực hiện bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung cuối cùng đó là đi xác định giá trị ngoại lai bằng cách sử dụng điểm Z thì điểm Z cũng có thể được sử dụng để xem xét cái giá trị ngoại lai khi mà cái giá trị tuyệt đối của điểm Z ấy, mà lớn hơn 3 ấy, thì những cái giá trị đó được xem là những giá trị ngoại lai còn những cái giá trị Của điểm Z mà lớn hơn 2 ấy, Thì cũng có thể được xem xét Là giá trị ngoại lai à, Ví dụ Hai cái biểu đồ ở đây Cái biểu đồ thứ nhất ấy, Là những cái quan sát này Hầu như là nằm trong cái vùng từ trừ 2 Cho tới 2 Còn với cái biểu đồ ở bên tay phải Thì có một cái giá trị nhỏ hơn trừ 3 và có thể được xem xét đây là một cái giá trị ngoại lai. Like. Ở cái mục đích chính của chúng ta là sử dụng phần mềm R để xác định giá trị ngoại lai. Like. Vì vậy chúng ta sẽ đi thực hành à, đối với cái phần này. Để xác định cái giá trị ngoại lai bằng cách tính điểm Z ấy, thì chúng ta cần phải chạy hai cái gói dữ liệu là Dply và Google Plot 2 thì chúng ta cần phải dùng cái lệnh library để chạy hai cái gói dữ liệu này sau khi chạy hai gói dữ liệu xong thì chúng ta cần phải tính điểm Z bằng cái công thức ở đây ạ tôi đặt tên cho cái công thức tính này là df1z và các bạn có thể theo đúng cái công thức này chúng ta tính cái hàm ở đây chúng ta cần là có phần trăm lớn và phần... lớn hơn rồi đến phần trăm và dùng cái lệnh gọi là mutate và đặt tên cái điểm Z ở đây là Z score và điểm Z thì tôi đã giới thiệu là công thức của nó được tính bằng chính cái giá trị quan sát trừ đi giá trị trung bình chia cho độ lệch chuẩn. Thì cái giá trị chúng ta muốn tính ở đây giá trị quan sát là năng suất trừ giá trị trung bình của năng suất và chia cho độ lệch chuẩn của năng suất bây giờ tôi chạy câu lệnh này và đây chính là kết quả tính được của điểm Z nhìn dữ liệu này thì các bạn cũng có thể thấy là không có giá trị nào nhỏ hơn trừ 3 hoặc là lớn hơn 3 cũng tương tự là không có giá trị nào nhỏ hơn -2 hoặc lớn hơn 2. Vì vậy, cái bộ dữ liệu này có thể nói là không có giá trị ngoại lai. Like. Nếu mà bây giờ chúng ta thay bằng cái dữ liệu đã được biến đổi thì chúng ta xem ở cái kết quả nó sẽ như thế nào. và rõ ràng khi mà chúng ta biến đổi một cái dữ liệu có cái giá trị năng suất thấp hơn là 15 ở đây ấy, thì chúng ta thấy là cái điểm Z chúng ta tính được ở đây nó là âm 3 và đây nó được xem như một giá trị ngoại lai like. Ngoài cách tính như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể vẽ biểu đồ chấm để chúng ta nhìn nó rõ hơn thì biểu đồ chấm ở đây ấy là sử dụng chính là cái uh, gói dữ liệu là Google Plot và sử dụng thêm uh, cái câu lệnh nữa là geom.plot và chúng ta hãy vẽ ở đây chúng ta xem Đối với Google Plot thì chúng ta cần phải khai đối với cái giá trị chúng ta đã tính là df1z và geom.plot chúng ta Uh, có thể điều chỉnh các cỡ như là cái cái cỡ của cái dấu chấm này rồi màu chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh dựa vào những cái câu lệnh này. Bây giờ tôi chạy thử. Thì đây chính là uh, cái biểu đồ dấu chấm thể hiện tính điểm Z và nhìn ở đây chúng ta thấy rất là rõ có một cái giá trị của điểm Z là nhỏ hơn trừ ba thì đây chính là cái dữ liệu dựa trên cái dữ liệu chúng ta đã biến đổi nhìn cái uh, biểu đồ này thì chúng ta thấy chúng ta có thể chưa hoàn toàn ưng ý thì chúng ta hoàn toàn có thể tinh chỉnh bằng cách điều chỉnh theo những cái câu lệnh ở dưới đây Và chúng ta chỉ cần việc đặt thêm cái dấu cộng ở đây thôi ạ chúng ta có thể dùng uh, ở cái dạng uh, classic và cái câu lệnh cơ bản chúng ta cần dùng là lệnh thêm à, đối với trục y thì chúng ta điều chỉnh như thế nào ở đây tôi không muốn thể hiện trục y thì chúng tôi dùng cái màu là màu trắng thế còn đối với trục x thì tôi thể hiện nó là màu đen và và cái khoảng của trục x là từ trừ 4 đến 4 và những cái giá trị thể hiện là trừ 3 đến 3 bây giờ tôi sẽ chạy với cái câu lệnh kết hợp này để chúng ta xem và đây chính là cái biểu đồ mà chúng ta thu được sau khi mà chúng ta tinh chỉnh cho cái biểu đồ của chúng ta tôi thấy cái biểu đồ như vậy là tôi khá là ưng ý trên đây là toàn bộ nội dung tôi muốn giới thiệu cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu các bạn thấy video có ích các bạn có thể chia sẻ với những người quan tâm xin chân thành cảm ơn các bạn